Lạy Chúa Giêsu, con sung sướng vì Chúa đón nhận con trọn vẹn. Bởi Chúa yêu mến con vô cùng, như thể Chúa chỉ có một mình con. Chúa yêu mến con như một lời mời gọi, xin cho con biết mau mắn trả lời, đừng để con mãi lo trả lời hộ người khác, nhưng cho con biết chuyên tâm đáp lại điều Chúa đang đòi hỏi con trong giây phút hiện tại. Xin cho con biết dứt khoát ngay với cám dỗ khi nó vừa manh nha, biết quyết liệt tẩy trừ mọi tội lỗi và tật xấu, biết nhận ra mọi bất ngờ trong đời sống đều là quà tặng, và mọi người con gặp đều là sứ giả của ý Cha. Xin cho con biết vui vẻ đón nhận mọi người, tôn trọng tự do và thực tế của họ, biết lo lắng cho họ như thân nhân, hiến dâng với cả tấm lòng cho đến phút chót, phản ứng chân thật, khoan thai, khiêm nhượng, nhân từ và quảng đại. Để đừng phá hỏng công việc của Chúa, xin cho con sáng suốt và can đảm trong mọi trường hợp, biết quyết định đúng khả năng và quyền hạn, biết cân nhắc và tiên liệu như một người lãnh đạo, biết đáp ứng đúng lúc, biết trật tự ưu tiên, biết làm việc nghiêm chỉnh đến nơi đến chốn, và có được một tâm hồn trẻ thơ, tín nhiệm vào Chúa. Nhớ rằng chính Chúa sẽ lượm dùm những gì con vui lòng bỏ lại, và trong tay Chúa nó sẽ đẹp hơn nhiều. Ôi anh và Chúa vô cùng yêu dấu, Giêsu của con khờ khạo, vụng về và bất lực. Xin lôi con đến với Chúa, xin kéo con dừng lại một chút, để con kịp nhận ra, ở đây và lúc này, Chúa đang chờ đợi con dâng hiến thế nào. Trong tâm tình, nơi sự lắng nghe, trên khuôn mặt, trong lời nói và hành động, người khác sẽ nghĩ gì về con không quan trọng. Điều quan trọng là con hãy yêu mến Chúa và mọi người. Chúa ơi, xin cho con đừng khao khát thành công, chỉ khao khát thuộc trọn về Chúa, để một khi con được Chúa chiếm hữu, mọi việc con làm đều thành đạt như ý Chúa muốn. Xin hãy làm chống mình con ra, và hãy dùng Thánh Thần Chúa mà toàn quyền hành động nơi con, cho con được cùng với mọi sự hướng về tình yêu và vinh quang của Cha nhân ái. Amen. Nơi đồi vắng ngồi nghĩ suy, tình Chúa thương ta như biển quá bao la, nhưng trời rất cao xa. Ngày hôm nào phản nghịch với Ngài, Ngài lại không giết đi, mà lại sai con của Ngài cứu chuộc ta. Trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con là ai mà Chúa đã yêu con? Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha tạo sinh muôn loài. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Con, cứu chuộc trần gian tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Ba, Thánh Hoa tái sinh con người, tấm lòng con kính dâng lên, muôn vàn cảm mến thành tâm. Nơi đồng vắng Ngài Giáng sinh, dựa máng chim ăn, chỉ vì quá yêu con nên xuống dương gian.
rồi hôm nào thập hình vác nặng trần chuồng thân chết treo. Chuộc tội thánh cho nhân loại vương buồn nhớ, trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con là ai mà Chúa đã yêu con. Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha tăng sinh muôn loài. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Con, cứu chuộc trần gian tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Ba, thánh hoa tái sinh con người. Tấm lòng con kính dâng lên, muôn vàn cảm mến thành tâm. Cuộc đánh chiếm thành Ai. Sách Giô-suê chương 8 từ câu 14 đến câu 25. Vua thành Ai thấy thế thì sáng hôm sau, vua và toàn dân trong thành vội vàng dậy sớm ra nghênh chiến với Israel chỗ đã định đối diện với Arava. Nhưng ông không biết là có quân mai phục đang chờ ông đằng sau thành. Ông Giô-suê và toàn dân Israel để cho quân địch đánh và họ tháo chạy về phía sa mạc. Toàn dân trong thành tập họp lại đuổi theo. Chúng đuổi theo ông Giô-suê và bị nhử ra xa thành. Không một người nào trong thành Ai và Bết-ên mà không chạy ra vượt theo Israel. Chúng để thành bỏ ngỏ mà đuổi theo Israel. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: Hãy giơ ngọn lao ngươi đang cầm trong tay hướng về thành Ai, vì ta sẽ nộp thành ấy vào tay ngươi. Ông Giô-suê giơ ngọn lao đang cầm trong tay về phía thành. Ông vừa giơ tay lên thì quân mai phục vội vàng trỗi dậy, rời khỏi chỗ núp. Họ chạy vào và chiếm thành, rồi vội vàng phóng hỏa đốt thành. Người thành Ai quay lại, nhìn thấy khói từ thành bốc lên trời. Chúng không còn sức chạy trốn đàng nào nữa, vì những người Israel đang chạy trốn vào sa mạc, quay lại đánh những kẻ đuổi theo họ. Thấy quân mai phục chiếm được thành và thấy khói từ thành bốc lên, ông Giô-suê và toàn thể Israel trở lại đánh người thành Ai. Những người khác ra khỏi thành đón đường chúng, khiến chúng lọt vào giữa Israel, bị trận cả hai đầu. Israel giết chúng, không để sót một tên, không để thoát một mống. Vua thành Ai bị bắt sống và bị điều tới ông Giô-suê. Khi Israel đã giết sạch dân thành Ai, kẻ ở ngoài đồng cũng như kẻ ở trong sa mạc là nơi chúng đuổi theo họ. Khi tất cả, cho đến tên cuối cùng, đã ngã gục dưới lưỡi gươm, thì toàn thể Israel trở về thành Ai và dùng lưỡi gươm giết chúng. Số những kẻ ngã gục trong ngày đó, đàn ông cũng như đàn bà, tất cả lên tới 12.000. Mọi người đều là dân thành Ai.
Hán chu diệt và cuộc tàn phá thành Ai. Sách Giô-suê chương 8 từ câu 26 đến câu 29. Ông Giô-suê cứ giơ tay cầm lao, không hề xuống cho đến khi ông thi hành án chu diệt tất cả thành Ai. Người Israel chỉ chiếm cho mình thú vật và chiến lợi phẩm của thành ấy, theo lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Giô-suê. Ông Giô-suê đã đốt thành Ai, khiến nó mãi mãi là một nơi điêu tàn, một chốn hoang vu, vẫn còn đến ngày nay. Ông cho treo cổ vua thành Ai trên cây cho đến chiều, nhưng khi mặt trời lặn, ông ra lệnh hạ xác xuống khỏi cây và quăng ở cửa thành. Người ta chất trên y một đống đá lớn, vẫn còn cho đến ngày nay. Năm, dâng hy lễ và đọc sách luật trên núi Ê-ven. Bàn thờ bằng đá nguyên vẹn. Sách Giô-suê chương 8 từ câu 30 đến câu 31. Bấy giờ ông Giô-suê dựng bàn thờ kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, trên núi Ê-ven. Theo lệnh ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, đã truyền cho con cái Israel như đã chép trong sách luật Mô-sê. Đó là một bàn thờ bằng đá nguyên vẹn, chưa có đồ sắt chạm tới. Trên đó, người ta dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa và dâng lễ kỳ an. Đọc sách luật Mô-sê. Sách Giô-suê chương 8 từ câu 32 đến câu 35. Ông Giô-suê cho khắc bản sao luật Mô-sê trên những tảng đá. Ông Mô-sê đã viết luật đó trước mặt con cái Israel, toàn thể Israel, các bậc kỳ mục, kinh sư và thẩm phán đều đứng hai bên hòm bia, đối diện với các tư tế Lê-vi khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa. Người ngoại kiều cũng như người bản xứ, một nửa đứng trước núi Gơ-ri-rim, một nửa đứng trước núi Ê-ven, để theo lệnh ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, dân Israel được chúc phúc trước. Sau đó, ông Giô-suê đọc mọi lời của lề luật, những lời chúc phúc và những lời nguyền rủa, theo như mọi điều đã ghi trong sách luật. Không có lời nào ông Mô-sê đã truyền viết ra mà ông Giô-suê lại không đọc trước mặt toàn thể cộng đồng Israel, gồm cả đàn bà, trẻ con và ngoại kiều cùng đi chung với họ. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ sáu, cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngôi ba Thiên Chúa trong cõi đời.
cảm ơn cha Chúa thấm nhuần muôn dáng chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho mọi người trong khắp lạy Chúa. Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu đàn chịu trên vì con, mà con đã ca lòng phan nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dâng lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Năm nào ngài chết cho con, thâm tư ngài đã hiểu.
giờ mau đào để cứu chúng con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con
con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin che thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trăng ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin tham vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin tham vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ sáu, cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Những linh hồn này giống trái tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những thiên thần trần thế. Họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn ấy. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như con Cha và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.
này con là đá. Trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Sa tăng xứng cùng mưu ma vậy vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa gìn giữ người tăng công sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta vùng bãi tôn thờ và dấu tin ngàn xưa lưu ký, phải kinh nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù đắp, nếu rằng con không cảm thấy gì. Dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúc vang vọng, cùng vinh phu quyền uy danh giá tựa khói trầm bay tỏa ngàn đường, để tiếng Chúa thánh linh nhận hầu cùng tán dương cảm tạ suốt đời. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhận quyền tuyển đôi Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được giữ bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng hương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con. Lấy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa can khi chúng con hối hòm.
chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắn cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn, khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng sạch Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắn cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi, lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, màu nhiệm khôn đau tình yêu bao ngôi từ cay, là nguồn khởi nguyên mang sông và nguồn phung lời. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.